giới quan sát cho rằng vụ nổi loạn của wagner sẽ tác động đáng kể thậm chí là thay đổi cục diện xung đột theo hướng có lợi cho ukraine họ lập luận rằng ở mức độ nào đó hỗn loạn nội bộ có thể khiến lực lượng nga mất tập trung mất tinh thần và ukraine có thể tận dụng để đẩy mạnh phản công về vấn đề này cố vấn bộ trưởng quốc phòng ukraine nói rằng bất cứ khi nào có cơ hội lợi dụng điểm yếu của đối phương chúng tôi sẽ tận dụng tuy nhiên theo tôi chúng ta không nên xem các sự kiện đó là cơ hội duy nhất cho bất cứ điều gì với chúng ta điều quan trọng là phải tập trung vào các mục tiêu quân sự giới chức ukraine cho biết họ coi những diễn biến gần đây ở nga là yếu tố để gây phân tán kiev cần tập trung vào chiến dịch phản công hiện nay mặc dù phương tây có thể kỳ vọng đó là một cơ hội tăng sức ép với nga thông qua việc cung cấp vũ khí nhanh hơn nhiều hơn cho ukraine theo vị cố vấn của bộ trưởng quốc phòng ukraine Ukraine nên tận dụng cơ hội tiếp tục tấn công, thăm dò dọc theo các phòng tuyến của Nga, xác định mặt trận quan trọng nhằm triển khai những lữ đoàn tinh nhuệ được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Tuy nhiên, tờ New York Times đã trích dẫn các nguồn tin nói rằng dường như không có lỗ hổng nào trong hệ thống phòng thủ của Nga để Kiev khai thác ngay lập tức. Theo đánh giá sơ bộ của giới chức Mỹ, vụ nổi loạn của Wagner không khiến bất kỳ đơn vị nào của Nga phải rời vị trí ở miền Nam hoặc miền Đông Ukraine, để đến bảo vệ Moscow trong ngày 23 và 24. Phát biểu trước các lực lượng an ninh ngày 27 tháng 6, Tổng thống Putin cũng khẳng định, chúng ta không phải rút các đơn vị chiến đấu ra khỏi tiền tuyến trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một học giả thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại đánh giá, những động thái của Wagner khó tác động lớn gì đến tình hình chiến sự ở Ukraine. Lực lượng này đã rút khỏi phần lớn hoạt động của Nga, quân đội Nga hiện ở thế phòng thủ, trong khi Wagner chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công. Chuyên gia này bình luận, Wagner đã rút khỏi Mút vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Tôi cho rằng không còn binh sĩ nào của Wagner còn ở tiền tuyến của Ukraine. Hơn nữa, Wagner vốn được giao vai trò là tấn công thay vì phòng thủ. Vai trò của họ trong việc đối phó cuộc phản công của Ukraine chưa bao giờ rõ ràng. Cũng có ý kiến tương tự, chuyên gia của Trung tâm Phân tích Hàng hải có trụ sở tại Mỹ nhận định. Sau Bakhmut, quân đội Nga không còn phụ thuộc nhiều vào Wagner. Wagner không được tận dụng cho chiến lược phòng thủ của Nga ở miền Nam Ukraine. Các binh sĩ Ukraine trở về từ tiền tuyến ngày 25 tháng 6 cho biết, vụ nổi loạn của Wagner đã không tác động nhiều đến tình hình giao tranh quanh Bakhmut. Cuối tuần qua, ở giai đoạn cao trào vụ nổi loạn của Wagner, Nga đã tiếp tục tập kích tên lửa quy mô lớn ở Ukraine. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải đánh giá, Ukraine vẫn có thể tận dụng cơ hội để đạt được bước tiến trên chiến trường sau những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Ukraine cần tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Belarus bởi vì khu vực này sẽ không an toàn. Chuyên gia này nhận định, nếu 15.000 binh sĩ Wagner từ Belarus tiến công vào, họ có khả năng gây tổn thất cho Ukraine. Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cũng cho rằng, Ukraine cần đề phòng kịch bản có một cuộc tấn công qua biên giới của Wagner từ Belarus. Rõ ràng, ông Rigozin đã rút khỏi cuộc chiến ở Ukraine để đến Belarus, nhưng đó có phải là dấu chấm hết cho ông Rigozin và Wagner hay không? Theo tôi, việc ông ấy đến Belarus cũng là vấn đề đáng lo ngại. Ông nhấn mạnh, điều chúng ta chưa biết là bao nhiêu lính Wagner sẽ đi cùng ông ấy. Nếu ông ấy đến Belarus và duy trì lực lượng chiến đấu hiệu quả bên cạnh, khi đó, Prigozhin sẽ trở thành mối đe dọa với Ukraine ở khu vực tiếp cận Kiev nhanh hơn. Do đó, Ukraine cần giám sát chặt chẽ và đảm bảo có một số đơn vị có khả năng ngăn chặn một cuộc tấn công từ Belarus. Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine ngày 27 tháng 6 đã bác bỏ thông tin cho rằng Wagner đã bắt đầu xây dựng doanh trại trên lãnh thổ Belarus. Theo tình báo Ukraine, Nga hiện có khoảng 2.000 quân nhân ở Belarus tham gia vào các hoạt động huấn luyện và tập trận. Ông nhấn mạnh, Kiev sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Trong khi vẫn còn nhiều tranh luận về việc cuộc nổi loạn của Wagner tạo điều kiện hay là thách thức cho chiến dịch phản công của Ukraine, báo NBC bình luận, diễn biến này có thể gây sức ép lên các nhà lãnh đạo quân đội Nga, nhanh chóng đạt đột phá trên chiến trường. <laughs> Trong một thông tin đáng chú ý vừa được Bộ Quốc phòng Nga công bố, xe tăng T-80 của nước này đã phá hủy thiết giáp Bradley do Mỹ viện trợ cho Ukraine từ khoảng cách 9,5 km, ngoài tầm bắn của các hệ thống vũ khí chống tăng mà Kiev sở hữu. Theo Bộ Quốc phòng Nga thông tin cho biết, xe tăng đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khá xa và ngoài tầm nhìn theo tọa độ thu được với sự trợ giúp của máy bay không người lái UAV. Theo hình ảnh được ghi lại, chiếc T-80 khai hỏa dù mục tiêu không nằm trong tầm quan sát bằng mắt thường chiếc Bradley của Ukraine phát nổ rồi cháy lớn sau khi trúng đạn. Khoảng cách 9,5 km nằm ngoài khả năng đánh chặn của mọi hệ thống tên lửa chống thiết giáp trong biên chế quân đội của Ukraine, khiến binh sĩ Kiev không có nhiều lựa chọn phản đòn. Ukraine từ đầu tháng tung một số lữ đoàn do NATO huấn luyện, trang bị vũ khí phương Tây và đợt phản công ở chiến tuyến Đông Nam, nhưng hứng thiệt hại nặng nề với nhân lực và thiết bị, bao gồm loạt xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cùng xe chiến đấu Bradley Striker mà Mỹ viện trợ. Ngoại trưởng Hungary vừa qua đã lên tiếng cảnh báo châu Âu đang tiến gần hơn đến thảm họa theo mọi nghĩa trước khi bỏ phiếu phản đối việc chuyển giao vũ khí của EU cho Ukraine. Trước đó chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, trước thềm cuộc họp với các ngoại trưởng EU tại Luxembourg mới đây, nhà ngoại giao Hungary nhấn mạnh, giờ đây nhiều vấn đề rắc rối có thể được ngăn chặn và hàng ngàn sinh mạng có thể được cứu sống. Xong để làm được điều này sẽ cần phải thoát ra khỏi tâm lý chiến tranh. Ông Peter Sijato cho biết, Ông không kỳ vọng rằng điều này sẽ xảy ra tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Luxembourg. Tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU, sau khi người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine, Dmitry Kuleba phát biểu, các nhà ngoại giao hàng đầu của khối này đã bỏ phiếu tăng quỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine thêm 3,5 tỷ euro. Số tiền trên được trích ra từ Quỹ Cơ sở Hòa bình Châu Âu, EPF, có trị giá 5,6 tỷ euro mà khối này sử dụng để tài trợ cho quân đội nước ngoài và hoàn trả cho các thành viên đã gửi vũ khí cho các cuộc xung đột nước ngoài. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, quỹ EPF chỉ được sử dụng để cung cấp thiết bị phi sát thương cho Georgia, Mali, Moldova, Mozambique và Ukraine, với tổng số tiền dưới 125 triệu đô la. Trong khi mức trần của EPF sẽ được tăng lên, Ngoại trưởng Psizato xác nhận rằng Hungary sẽ duy trì quyền phủ quyết đối với đợt vũ khí mới nhất trị giá 500 triệu euro từ quỹ trong một tháng nữa. Budapest hiện đang ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí của EU cho Ukraine do Kiev đưa vào danh sách đen các công ty Hungary đang kinh doanh tại Nga. Ông Sijato và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đều nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga làm tổn thương châu Âu nhiều hơn là Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bill của Đức, Thủ tướng Orbán cảnh báo rằng ý tưởng về một chiến thắng của Ukraine trên chiến trường là không thể, và nếu không có lệnh ngừng bắn ngay lập tức, Ukraine sẽ mất một lượng lớn của cải và nhiều sinh mạng cùng sự hủy diệt không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra. Belarus xây trại mới cho Wagner. Mới đây ảnh vệ tinh cho thấy một trại Wagner đang thành hình tại căn cứ quân sự bỏ hoang ở Belarus, điều này cũng trùng khớp với tuyên bố trước đó của tổng thống Belarus. Theo báo New York Times, hình ảnh vệ tinh cho thấy Belarus đang nhanh chóng xây dựng một công trình tại một căn cứ quân sự bỏ hoang. Đây có thể là địa điểm đóng quân của các chiến binh Wagner, những người đã lựa chọn đi theo thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn. Việc xây dựng công trình ở Belarus lần đầu được vệ tinh của Planet Lab chụp lại vào ngày 26 tháng 6, chỉ 2 ngày sau khi lực lượng Wagner đột ngột dừng nổi loạn. Đến ngày 27 tháng 6, ảnh vệ tinh cho thấy một sân thể thao có diện tích khoảng 32.000m2 đã thành hình, có vẻ là công trình tạm thời. Kích thước, màu sắc và cả cách bố trí của công trình tương tự như các khu lều trại quân sự khác đã được xây dựng ở Nga và Belarus từ đầu năm 2022. Các tấm ảnh bị mờ là do chúng được chụp bởi các vệ tinh có độ phân giải trung bình. Các vệ tinh có độ phân giải cao hơn của công ty cho đến nay vẫn không thể chụp được hình ảnh rõ ràng về địa điểm này. Căn cứ tạm này cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 128 km, cách thị trấn khoảng 21 km về phía tây bắc, nơi có nhiều cơ sở quân sự bao gồm một khu huấn luyện và kho đạn dược. Trước đây, căn cứ này được Lữ đoàn tên lửa 465 của Belarus sử dụng, thành lập vào những năm 1988 và được chuyển đến Aspo TV vào năm 2018. Đơn vị này là lữ đoàn duy nhất của Belarus có tên lửa Iskander của Nga. Loại tên lửa này có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Các chi tiết về căn cứ này cũng khớp với dữ kiện mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đưa ra vào ngày 27 tháng 6. Trong đó, ông mô tả, nơi các chiến binh Wagner có thể tới rằng, chúng tôi đã cấp cho họ một trong những căn cứ bỏ hoang, có hàng giả và mọi thứ ở đó, hãy ở đó và dựng lều.